Xin chào, mình là Lê đến từ Sương Media. Chu kỳ yếu là khái niệm đã quá quen thuộc đối với các bạn học sinh sinh viên cuối cấp. Và trong mỗi một bộ ảnh kỷ yếu của các bạn thì có đa dạng về trang phục cũng như kiểu dáng khác nhau. Một loại trang phục mà không thể thiếu khi mà chúng ta chụp ảnh đó chính là áo cử nhân, chiếc áo mà chúng ta sẽ mặc sau khi tốt nghiệp. Và ở video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một số cách tạo dáng khi mà chúng ta mặc áo cử nhân để làm sao có được một bộ ảnh kỷ yếu ấn tượng và độc đáo nhất. Đầu tiên thì chúng ta cùng tìm hiểu một chút về chiếc áo cử nhân này nha. Kết thúc quãng đời học sinh, sinh viên là một cột mốc quan trọng, đặc biệt là khi các bạn được cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp đỏ chói. Và khi nhận bằng thường thì các bạn sẽ được mặc áo cử nhân. Mặc dù bộ ảnh kỷ yếu của các bạn được chụp trước khi tốt nghiệp, thế nhưng các bạn vẫn có thể sử dụng dịch vụ cho thuê áo cử nhân kèm với bằng tốt nghiệp để tạo dáng có một bộ ảnh kỷ yếu ấn tượng và trọn vẹn. Khi mà đã chụp ảnh thì chúng ta cũng cần phải chú ý là trang điểm như thế nào để lên hình được đẹp nhất. Việc trang điểm sẽ giúp bạn lên ảnh được ấn tượng hơn rất nhiều. Đồng thời, ảnh kỷ yếu cũng ghi lại những khoảnh khắc vui tươi, tự nhiên và trong sáng nhất của tình bạn, của tuổi học trò. Do đó, hãy trang điểm nhẹ nhàng là lợi thế để giúp bạn thể hiện được nét đẹp trong sáng đó. Về kiểu tóc thì các bạn có thể lựa chọn nhiều kiểu tóc khác nhau đều sẽ rất phù hợp khi mà mặc trang phục cử nhân. Một mái tóc xõa buông dài, uốn xoăn nhẹ nhàng sẽ giúp tôn lên vẻ đẹp nữ tính của các bạn, thướt tha, đồng thời sẽ giữ chắc được mũ cử nhân hơn, giúp nó không bị xô lệch khi mà chụp ảnh. Bây giờ thì cùng vào vấn đề chính của video ngày hôm nay, đó là tạo dáng làm sao để có một bộ ảnh kỷ yếu khi mặc áo cử nhân đẹp nhất. Đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một kiểu tạo dáng rất đơn giản. Cách tạo dáng với áo cử nhân và bằng tốt nghiệp đơn giản nhất đó chính là đứng thẳng người và cầm bằng. Kiểu chụp ảnh này phù hợp với cả chụp đơn lẫn chụp tập thể. Đây là kiểu ảnh đơn giản và luôn luôn có trong mỗi khi chụp ảnh kỷ yếu. Cách tạo dáng thứ hai đó là tung bằng hoặc là tung mũ lên. Đừng quên chụp một bức ảnh tung bay để thể hiện tinh thần sẵn sàng và tự tin của các bạn. Khi tạo dáng với áo cử nhân, bạn sẽ có thêm một phụ kiện tùy biến là chiếc mũ. Đây đồng thời cũng là phụ kiện để bạn tạo dáng cho kiểu ảnh này. Đối với kiểu ảnh này phù hợp với việc chụp ảnh tập thể để thấy được rõ tinh thần đoàn kết trong hoạt động. Hãy tung cao và nghe theo hướng dẫn của photographer để có được kiểu ảnh đồng đều và chất nhất nhé. Đối với một nhóm bạn thì chúng ta có thể tạo dáng ôm nhau chia tay để thể hiện tình cảm của chúng mình. Quãng đời đi học là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của mỗi người với những người bạn thân thiết. Vì vậy, phút giây mà chúng ta khoác lên mình chiếc áo cử nhân, tạm biệt mái trường, không khỏi chan chứa những cảm xúc, vui có, buồn có. Tất cả hãy gửi gắm vào trong những bức ảnh để làm thành kỷ niệm của một thời học sinh, sinh viên. Các bạn có thể ôm nhau, cầm tay nhau để tăng thêm tình cảm cho bức ảnh và thể hiện được sự gắn bó của bạn bè. Khi mà chụp ảnh thì các bạn có thể linh động sử dụng tấm bằng của mình để mà tạo dáng. Chỉ cần cầm bằng trên tay và nở một nụ cười thật tươi là đã có ảnh xinh rồi. Cuối cùng đó là chụp ảnh tập thể. Chụp ảnh tập thể thì sẽ không thể thiếu trong mỗi một bộ ảnh kỷ yếu của lớp bạn. Chụp ảnh nhóm, chụp ảnh tập thể sẽ không thể thiếu mỗi khi mà chụp ảnh kỷ yếu được. Hãy cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc ấn tượng nhất trong mỗi bộ ảnh của mình nhé. Vừa rồi là những chia sẻ của mình về những tip tạo dáng khi mà các bạn chụp hình với lại áo cử nhân. Và nếu như mà các bạn cảm thấy video này hay và thú vị thì hãy like, share và subscribe kênh YouTube của Sương Media. Và đừng quên là ở Sương Media chúng mình có dịch vụ quay chụp kỷ yếu. Hãy liên hệ với chúng mình để được tư vấn về các gói dịch vụ cũng như là các concept chụp hình ấn tượng nhất. Mình là Yến Lê đến từ Sương Media. Xin chào và hẹn gặp lại!